đợt vừa rồi mình cứ kiểu đầu mình cứ kiểu nói chung là cái nó phải nói như này, nó cái thời gian mà ví dụ các con vợ quả dèo nhá thì nó sẽ là nó không hại đâu, nhưng mà khi các con vợ mà dừng quả dèo khoảng 1-2 tháng nhá, xong đến 3 tháng nhá, thì lúc đấy cái đầu của các con vợ lúc đấy là cái chất ma chóe nó bắt đầu, nó mới gọi là hoành hành, nó mới bắt đầu là nó dạng như kiểu là nó mới bị, lúc đấy là cái chất mai thì đấy nó mới gọi là ngấm, hiểu không? Xong đầu nó bắt đầu nó mới làm đầu mình, nó làm đầu mình, nó làm mình miên man, rồi nó làm mình suy nghĩ linh tinh. Thì đợt đấy mình không dùng nữa, thì đầu mình bắt đầu bị theo cái kiểu là nặng thì không phải nặng, không phải bị điên. Điên thì nó bị quá, nó không phải là bị điên mà nó kiểu nó gần như kiểu dạng lỏng gốc ấy. Nó bị theo cái kiểu mà trầm trầm, lo lắng lắng, hồi hộp, dạng như kiểu lo sợ ấy, kiểu miên man ấy. Xong cứ nghĩ là mình bị bệnh, xong nghĩ mình bị ốm đau, xong mình nghĩ mình bệnh này bệnh lọ. Xong mình Google mình search ra thì hiện tượng của bệnh y xì bệnh mình luôn. Ui, nó kiểu mơ hồ em ạ, nó bị mơ hồ ấy, nó miên man ấy. Nó kiểu như kiểu nó ví dụ ở một mình lại sợ, mà đi ra ngoài đường thì nhìn người này người kia lại hoang mang, đi lái xe một mình thì lại sợ công an bắt. Nó cứ kiểu nó bị cái kiểu nó bị làm sao ấy đấy, gọi là cái nguy hiểm, cái hại của mai thẻ đấy. Bây giờ thì ổn rồi, bây giờ thì đầu nó vẫn hơi lênh đênh, nhiều khi nó hơi lênh đênh một chút thôi. Nhiều khi đầu nó hơi lênh đênh một chút thôi. Nó kiểu đa nghi em ạ, cái gì nó cũng sợ. Nó hoang tưởng, nó hoang mang. Cái đợt Gia Long bị nhá, còn Gia Long nhá, nó còn bị nặng hơn anh nhiều. Anh thì gọi là chấm chớm thôi. Thằng Gia Long nhá, ngày xưa kể cho mọi người nghe. Thằng Gia Long nó chơi, anh nói thật nhá. Cái tầm mà ngày xưa thằng Gia Long nó chơi ấy, nó phải gấp 10 lần của anh luôn. Nó gấp hàng bao nhiêu lần của các ông hiện tại bây giờ luôn. Long nó chơi ngày xưa, nó chơi đến cái lỗi mà nó phải tự tử 2 lần nhưng không chết ấy. Một lần là nó rạch em, hôm nào mà live stream ấy em bảo nó rạch, nó cho xem cái chỗ tay này của nó này. Nó rạch kéo một phát từ đây lên tận đây luôn. Nó rạch tay nhá. Nó tự tử 2 lần. Một lần là nó rạch chân rạch tay. Mẹ nó lên thấy vũng máu, đưa đi bệnh viện vẫn sống. Lần thứ hai là nó uống cái thuốc ngủ hay là uống thuốc gì ấy. Lần thứ hai nó tự tử là nó uống cái thuốc gì ấy. Anh không nhớ rõ lâu rồi. Nó hút đá đến cái lỗi mà 30 ngày nhá, thì nó phải chơi đến 29 ngày. Mà ngày xưa thằng Long đấy ở quê, ở nhà nó ấy, gọi nó là Long Hách. Anh trước anh nghe một chuyện như này. Gọi là Long Hách hiểu không? Có nghĩa là nhà mà có cái gì phát là con vợ hách luôn. Đấy. Không, Dominic anh không bao giờ hút. Dominic là ngày xưa toàn bộ nó bán thì anh hút cho nó 1-2 lần thôi, chứ anh không hút. Anh không hút Dominic. Bây giờ anh cần bỏ thuốc lá thôi là đẹp luôn. Thằng Long nó chơi đến cái lỗi nhá, nó tháo biển số nhà của nó, lắp vào biển số xe con lưới của nó cứ đi Hải Dương luôn. Long Phát, ở ngày xưa tên của thằng Long ở Hải Dương ấy gọi là Long Phát. Nhà nó làm tổng công ty buôn xe máy Phát mà. Mẹ nó cô giáo. Nhưng mà tên ở nhà nó gọi là Hách, Long Hách. Ngày xưa nhá, nó có nghĩa là nhà nó có 2 cái cổng. Thì bố nó ngày xưa là buôn cây với cả buôn đất. Thì đại loại nó có một cái ảnh mà năm 2007, 2008 ấy, nó ôm một cái đống tiền mà mặt nó lon choẹt ấy. Thì cái ông này là khách của bố nó, đến nhà trồng tiền để mua nhà hay mua đất hay là mua cây cối gì ấy, đại loại thế. Thì khi bố nó cả ông này chốt kèo xong rồi, ký giấy các thứ rồi và cái đống tiền mặt ấy, thì hình như là anh nghĩ là cái độ chỗ đấy như là hơn 1 tỷ hay là 2 tỷ ấy, đại loại là thế. Thì là thì là khi mà xong rồi nhá, thì là cái ông mua đất đấy với cả bố nó, thì bố nó đưa ông ý đi ra ngoài cổng kia, cái cổng chính ấy, để đưa ông ấy về, để khóa cửa, mở cửa đưa ông ấy về. Thì con vợ Long Hách này đứng ở trên gác, nhìn thấy cái đống tiền đấy của ông, cậu ra cậu hách một phát gần 2 tỷ nhá, chạy cửa sau ôm một phát lên Hà Nội luôn. Lên Hà Nội nhá, nó chơi ở laptop model nhá, nó cứ ăn ngủ xong lại chơi, xong lại tối lại sang bar, nó chơi bao giờ hết tiền thì về, được chưa? Mà em biết năm 2007, 2008 cái số tiền mà 1-2 tỷ thì anh nói với em nó quá to luôn. 1-2 tỷ đợt đấy thì không biết mua được bao nhiêu đất luôn. Nó quá kinh khủng luôn.
đấy, Long nó chơi, nó chơi như thế mà còn toàn kiểu gọi là kéo ngựa với cả chơi bằng ống trúc, chơi chơi đến cái lỗ nó tử tử luôn, thì em phải hiểu là nó như thế nào. Mà không phải là nó không phải là hai tỏi đâu em ạ, vì nó còn nhiều cái của nó, còn nhiều chơi, còn nhiều cái nữa cơ, và số tiền nó còn hơn như thế nhiều. Long hách nó chơi thì ôi, ngày xưa nó chơi thì chấm hết luôn, nhưng mà bây giờ con vợ ngoan rồi. Cái đợt mà anh mới quen nó ấy, là cái đợt đấy cái đầu của nó là bị nặng nhất, có nghĩa là nhá, nó không ngủ được như người bình thường. Đến bây giờ nhá, là cái nó là chỉ thức đêm, nó không ngủ được như người bình thường. Không phải là nhắm mắt nó ngủ đâu, ngày nào nó cũng thức đến 4-5 giờ sáng. Tại vì cái múi giờ của nó bị hỏng rồi. Cái đầu của nó nhá còn bị hỏng cơ. Năm 2016-2017 mà anh quen nó ấy, là lúc đấy nhá, trong người nó đi đâu cũng có một đống thuốc nhà, các loại thuốc luôn, là thì an thần. Hôm ấy, đợt đấy nó còn kể nhá, là đợt đấy nó kể là bố, đợt đấy là nó không còn gì để gọi là cứu vãn được nó rồi, có nghĩa là nó chơi nó hư rồi, nó nghịch quá rồi, đầu nó bây giờ bị hỏng rồi ấy. Cái đợt anh quen nó nhá, nếu mà đi đường bảo nó quanh phải nhá thì nó lại quanh trái, mà bảo nó đi quanh trái thì nó lại quanh phải, mà bảo nó đi ngược chiều nó lại đi ngược chiều luôn. Mà có cái chuyện mà từ nhà nó ở ngày xưa là cái cửa hàng nhà nó ở Thái Hà đi lên nhà anh, nó đón đợt đấy anh chiều ô tô, thì ngày nào nó đón anh, ngày nào một tháng anh em gặp nhau đến 25 ngày, ngày nào nó đón anh, nhưng mà ngày nào nó cũng phải dùng Google Map để nó đi, và ngày nào nó cũng phải gọi điện, bạn ơi đoạn nhà bạn ở đoạn nào nhờ. Không nhớ đường đi, anh bảo nó đi ra đường ngã tư, anh bảo nó quanh phải thì nó lại quanh trái, mà anh bảo nó quanh trái thì nó lại quanh phải. Từ từ để anh chặn mấy thao quả vớ vẩn này lại đã. Đấy, không nghe được thì thôi, chặn luôn đi nhá. Đấy. Nó là như thế cơ, chơi nó ngáo đến mức đấy cơ mà. Vì sao phải đưa nó lên gọi là phải đưa nó lên bệnh viện Bạch Mai chụp cái gì nhỉ? Tâm đồ. Họ bắt đầu tìm một bác sĩ thật giỏi. Rồi bắt đầu về đưa thuốc cho nó uống. Cứ cả ngày nhá, học tầm một hai ngày nhá, không ngủ luôn. Cái đợt đấy anh nhớ đi Sài Gòn nhá, là nó phải uống thuốc ngủ liều cao em ạ, liều nặng ấy, uống thuốc ngủ cho nó ngủ một phát phải đến 20 tiếng luôn, nó ngủ như thế. Mà là bây giờ con vợ là bia rượu các thứ là coi như là đồ kích thích, thì không bao giờ dám chơi luôn, bây giờ không dám chơi luôn, chơi phát hỏng đầu luôn. Ngày xưa đầu còn ngây luôn ý. Ngây luôn, sợ kinh luôn. Ảnh hưởng nặng quá em ạ, tại vì nó phá hết não rồi. Nó ngáo đến cái lỗi mà lấy biển số nhà nhá, lắp vào biển số xe nhá, xong lại đi nhá. Xong rồi đi ra đường D ló cả thằng Tiến Minh Khánh Vân ấy. Ngáo mà. Ủa, đường mày đẹp thế nhở, đường mày mới đấy, đường đầy hoa đầy bướm. Ôi. Loa nó mua nhưng không phải mấy cái loa nhỏ đâu em ạ, toàn chơi loại loa thùng ấy. Đêm nó dã rụng cả thạch cao luôn. Ngày xưa nó hút đớ em ạ, nó chơi nó chưa nhiều. Năm 2010-2011 nó hút đớ là hút, lúc đấy mình còn chưa biết gì luôn, chơi sớm như thế mà. Nó chơi đến cái lỗi mà bố nó này, anh ruột nó này và họ ai nhà nó ấy đồng ý cho nó đi chạy thương điên rồi. Đồng ý cho đi dạy Hùng Đào. Đúng rồi bạn ơi, đồng ý cho nó đi chạy thương điên rồi. Còn đúng một mình mẹ nó nói với nó cái câu đồng ý cho đi chạy thương điên rồi nhá, là đi cho nó đi chạy thương điên rồi ấy. Đồng ý nói với nó là bây giờ chỉ có đúng mình nó con trai, bây giờ sẽ hy sinh để cứu nó. Thì đúng thật, đúng một mình mẹ nó lúc đấy là không đồng ý để cho nó đi chạy thương điên, cứu nó là bây giờ cậu ấy là thay đổi cuộc đời luôn, ngoan ngoãn chăm chỉ, không gọi là thi thoảng gọi là bia rượu thôi. Em còn không biết cái vụ này nhá. Ngày xưa ấy, cái thời mà kiểu 2008 hay 2009 ấy, 2000 anh không nhớ là 2000 mấy đâu, nhưng mà đại loại là đợt đấy quen nhau, cậu kể bây giờ anh vẫn nhớ. Cậu kể là cậu chơi theo cái kiểu, có nghĩa là nhá, cậu chơi cậu nghịch quá, bố mẹ cậu ấy gửi cậu ấy đi lên sân vận động Mỹ Đình, ở đấy là tuyển gọi là đền tuyển bóng bàn hay là đền kinh ấy. Tuyển bóng bàn hay là đền kinh ấy. Đang nói về Nguyễn Gia Long. Tuyển bóng bàn hay là đền kinh ấy. Thì con vợ đợt đấy là chơi kiểu chơi đồ rồi, chơi nhiều thứ rồi, hiểu không? Các con vợ chơi nhiều thứ rồi.
Thế là đến cái lúc mà khi mà lên cái đội tuyển đấy ấy, là để gọi là anh không nhớ là nó là đền kinh hay là bóng bàn, hình như là đền kinh như nào ấy, bố mẹ nó gửi lên đấy, bố mẹ gửi nó lên đấy để cho thể dục thể thao, để cho con vợ kiểu thay đổi đi ấy. Nhưng mà nó lên ngày đầu tiên nhá, xong anh không nhớ là ngày đầu tiên hay là đại loại là mấy ngày hôm sau ấy, nó mang hết cả ma túy cho cả phòng chơi luôn. Nó mang hết cả đồ, nó mang cái kẹo, nó bảo đấy là kẹo, đấy là tim lồng sau cá hay là cái gì ấy, nó cho tất cả vận động viên ở đấy dùng luôn, được chưa? Em thấy nó chiến không? Chẳng qua nó không thích kể thôi, nhưng mà anh thích, anh hãy kể cho mọi người nghe. Nó cho tất cả ở đấy dùng, xong nó bảo là, xong vì sau lúc mà đi tập ấy thì mấy ông thầy bảo ok hôm nay các em làm sao thế này, sao người nào cũng ủ rũ trong lờ đờ thế này. Thế là có thằng nó bảo em không biết cái bạn Nguyễn Gia Long, bạn ấy mới lên, bạn cho mọi người ăn cái gì ấy ạ. Thế là cứ nghe nhạc xong thế này thế lọ, mấy con vợ ngày xưa biết cái gì đâu. Vì thằng này nó lên nó kiểu đúng kiểu ma cà rồng mà. Trời đấy, nó là như thế luôn em ạ. Thế là cậu bị đuổi luôn. Đuổi phát về lại về nhà lại hách xong lại đi chơi tiếp luôn. Chứ còn bây giờ mấy ông chơi chuyên thua. Mấy ông mà bây giờ chơi chuyên thua chưa là gì luôn. Chơi đúng kiểu điên cuồng luôn ấy. Chơi để hiểu luôn đấy. Chơi mình thế. Mình nói thật đến tôi đây là tôm tép, chả tôm tép. Không ăn thua. Không ăn thua luôn. Đúng kiểu chơi kiểu ma giáo luôn, chơi để nhớ luôn. Những bạn nào mà ở Hải Dương mà ở đoạn Trương Mỹ ấy, cứ hỏi Long Phát ở Long Hách ai cũng biết nó luôn. Nó chơi đến cái mức như thế mà. Mình đã là cái gì? Mấy ông bây giờ chơi cứ bật cái đèn gọi là quăng. Úi giời ơi, con thú ạ. Chưa gì luôn. Đến bản thân mình đây, mình chỉ chơi được bằng 0.5 của thằng Long thôi, hiểu chưa? Chỉ chơi 0.5 của thằng Long thôi. Chưa là gì luôn. Mình chưa là gì luôn. Nên là đừng bây giờ vỗ ngực tự hào. Tao thế này cho lọ, con thú. Còn nhiều vụ nữa cơ. Còn nhiều vụ lắm. Anh Gia Long đấy.